được bao nhiêu điểm? Chín điểm. Cho một tràng pháo tay thật lớn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 không chỗ đây, còn 8 điểm. Đâu này, 7 điểm. Rồi, tiếp theo mình cho... Rồi, mình cho... Mệt chưa? Chơi nữa không? Bây giờ trước khi mà mình chơi, mình làm một cái cử điệu nha. Bây giờ làm theo anh nha. Bây giờ mở lòng mình là đưa hai tay ra phía trước. Mở lòng mình là mở lòng mình, được chưa? Mở lòng mình, được chưa? Rồi, mời Chúa vào, là mời Chúa vào. Mời Chúa vào. Là mời Chúa vào chưa? Mở lòng mình là mở lòng mình. Mời Chúa vào là yêu. Mời Chúa vào là yêu. Mở lòng mình là vui. Mở lòng mình là vui. Mời Chúa vào là yêu. Mời Chúa vào là yêu. Mở lòng mình là mời Chúa vào là vui, vui, yêu. Được chưa? Mở lòng mình là mời Chúa vào là vui, vui, yêu. Được chưa? Bây giờ mình làm nha. Mở lòng mình nha, chuẩn bị nha. Mở lòng mình là vui, vui, vui. Mời Chúa vào là yêu, yêu, yêu. Mở lòng mình là vui, mời Chúa vào là yêu. Mở lòng...
bây giờ mấy bạn tập trung. Thiếu Nhi. Rồi, mình không muốn nghe một tiếng động nha. Rồi, bây giờ mấy bạn xả bong bóng ra cho mình nha. Số 1. Rồi, số 1 mạnh nhất. Yeah. Bây giờ khi cô nói là xe chuẩn bị vô số thì các con rình rình rình. Khi mà cô nói là số 1 cái con số 2 số 3 rất là cái gì vậy bà nội? Khi mà gặp đèn đỏ thì các con làm sao? Cái gì vậy? Đèn đỏ ngồi xuống. Khi gặp đèn thì các con đứng lên. Cô nói chuẩn bị vô số thì cái con rình 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 rình. Rồi, số 1 thì nhớ chưa, được chưa? Rồi, bắt đầu chuẩn bị. Xe bắt đầu chuẩn bị nha. Nè nè, vô vô hàng đàng hoàng, chuẩn bị xe, vô số nè. Vô số, rình 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 rình. Rồi, số 1. Cử ra một người và sẽ bịt mắt lại, cử ra một người thôi, ai lên là sẽ rồi. Hồi nãy hầu như cô thấy cái áo này là của cô đó. Đây mấy em lên đây, cử mỗi em bên đội mở đội bịt mắt lại và lên lựa đồ, ai lựa đồ mặc đẹp nhất thì đội đó hạng nhất. Đó, bịt mắt lại, lựa đồ rửa mặt. Đặng mà thi mà, có ai lựa đồ thi mặt đẹp nhất là hoa hậu. À. Rồi, cho băng nhạc nổ mắt. Kiểm tra mắt, kiểm tra mắt lại kìa. Rồi, kiểm tra mắt cho kỹ nha. Mà bên ta đặt sâu không trời? Cố đợi mình vừa nữa hả? Ở đợi một giờ liền. Mà nó... Và cho thêm mỗi em một đội em nhỏ nữa đi cho nó đẹp ha. Rồi mỗi em mỗi đội cho một đứa em nhỏ nữa. Rồi
bây giờ là vậy. Bây giờ ban tổ chức có 5 phong bì dành cho 5 cá nhân. Bây giờ 5 cá nhân nào muốn đi em? Có quần lại thôi nha. Rồi, 5 bạn, em phải không? Em. Rồi, đứng đây, ngay đây, ngay đây. Rồi, rồi, 5 bạn giáo xứ hội em. Rồi, bây giờ quay. Ủa, cắp cái quần tôi đi đâu rồi? Rồi, 5 cái quần. Ai em cắp 5 cái quần của mình? 3, 4, 5. Rồi, bây giờ ba, 5 em, mỗi người lấy một cái quần cho anh. Mời tất cả các bạn về đó. Mời các bạn về đó. Rồi, bây giờ mấy bạn coi các tình nguyện viên này chơi như sao. Chưa, chưa, chưa. Trời ơi, tài lạnh quá. Để trước, để trước mặt mình. Để trước mặt mình. Ừ. Thổi ra không thổi. Rồi. Ừ, đổ quần còn kịp. Rồi, bỏ quần xuống đã. Bỏ quần xuống đã. Bỏ quần xuống, bỏ quần xuống. Bây giờ mình đếm 1, 2, 3. Thổi còi cái kết. 5 bạn này mặc quần vô nhưng mà không được dùng tay. Hiểu không? Ngồi xuống coi. Sắp cái quần xuôi ra, sắp quần xuôi chẳng ra. Bành nhà thằng sẵn á. Bạn nào mà dùng tay là đóng phạt lại một câu thư. Còn bạn nào mà được thì bạn nào mà thắng thì sẽ được một câu thư. Do Yeah.
10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hoặc ai cũng được chơi hết trơn á. Nên là chúng ta không có phân biệt trước sau. Rồi bây giờ những ai không chơi chúng ta ngồi xuống trước. Tất cả chú ý, về đó. Rồi chúng ta ngồi xuống. Đội bên này, năm bạn đầu tiên đâu? Đội đây, đội số 3.
Mika em.